Nhắc tới Kamen Rider mà quên DK Kazuya Tsukasa là một thiếu sót vô cùng lớn. Câu chuyện của DK bắt đầu vào năm 2009, nơi mà tất cả những thế giới đã hòa trộn lại với nhau. Một cô gái trẻ mang tên Natsumi đã trải qua một hành trình hết sức kinh khủng của mình xoay quanh chính thế giới, cùng với lại giấc mơ của cô liên quan tới kẻ hủy diệt tất cả chúng. Kamen Rider DK, người cân tất cả những Rider với sức mạnh khủng khiếp của hắn. Trận giao chiến long trời đất vanh với Ultimate Kuga cũng thể hiện sức mạnh hủy diệt của kẻ bí ẩn này. Tiếp tục cuộc hành trình kỳ quái của Natsumi, cô ấy đã nhặt một chiếc lưng cũ kỹ. Trong lúc không còn cách nào để thoát khỏi bầy quái vật đang bao vây mình, cô đã tin tưởng giao cho một chàng trai bí ẩn mất hoàn toàn ký ức đang ở trọ tại nhà mình, Kazuya Tsukasa. Anh ta chuyển hóa thành Kuro DK, phá hủy bức màn những thế giới. Cuộc hành trình của DK bắt đầu từ đây. Khi mỗi bức tranh hiện ra tại phòng chụp ảnh của anh là một thế giới mà anh sẽ bước qua, nơi anh gặp chính Rider sinh ra từ chính thời kỳ khác nhau trong thời đại Heisei. Cuộc hành trình sẽ lý giải việc quá khứ của anh cũng như anh có phải là kẻ hủy diệt thế giới hay không, và liệu thật sự chỉ đơn giản là chính thế giới của những Heisei Rider hay còn rất nhiều thế giới khác song song cùng tồn tại với nhau. Về sau sẽ còn hai Rider nữa cùng đồng hành với anh là DN cũng như Kuga Arrowworld. Tạo hình của DK hết sức thanh thoát với tông màu đen và hồng magenta, với một đường chéo hình chữ thập bên phần vai và phần ngực của anh ấy. Gương mặt được điểm tô bằng đôi mắt xanh và những lá bài găm sâu ở gương mặt của anh. Với chiếc DK Driver dạng giống chiếc máy ảnh, thứ mà DK khao khát để tìm ra được thế giới thật của mình. Mỗi nơi đi qua anh đều chụp những bức ảnh, nhưng đáng tiếc nó không bao giờ là thế giới thuộc về mình. Ngược lại với Ryuki, thay vì rút những lá cạc từ phần Driver, anh ấy sẽ rút cạc từ dụng cụ riêng biệt, cũng là vũ khí chính của anh. Sau đó anh sẽ nhét cạc vào chiếc DK Driver để chuyển hóa thành những Rider khác cũng như sử dụng khả năng riêng của anh. Về phần dụng cụ chứa cạc, có thể sử dụng thành vũ khí chiến đấu là súng hoặc gươm. Một số khả năng chiến đấu đặc trưng ngoài trừ biến hình của DK là tạo ra đòn slash, tạo những dư ảnh trong nhát kiếm cũng như những phát bắn của anh. Đòn tất sát của Cobra DK, Final Tech Drive, anh sẽ nhảy lên để ra một cú Rider Kick xuyên qua những lá bài với nguồn năng lượng tăng cường lực đá của mình, tạo ra sức hường hủy diệt.